Hải Bánh mở quán bar, sự thật có phải như vậy không? Mạng xã hội lan truyền nhanh chóng về quán bar của Hải Bánh. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video về quán bar của Hải. Thực hư như thế nào mời quý thính giả cùng theo dõi. Hình ảnh quán bar vô cùng độc đáo và sầm uất. Nằm ở vị thế đắc địa, Hải Bánh rất tâm huyết khi xây dựng quán bar này. Hàng ngày Hải Bánh đến tận quán để chỉ đạo và xây dựng rất chỉnh chu, tập trung tinh thần vào đứa con này. Nhiều người nói, khi Hải Bánh mở quán bar thì ai sẽ là người bảo kê cho quán? Các bạn nghĩ thế nào khi Hải Bánh mở quán bar, có cần thiết phải nhờ bảo kê hay bảo kê đến thu phế? Chắc chắn một điều rằng, khi quán bar được khai trương, sẽ rất có nhiều người nổi tiếng, đặc biệt là những hiện tượng mạng giang hồ mạng hay giang hồ thứ thiệt, anh em của Hải sẽ đến. Như vậy có thể nói, quán Hải Bánh mở ra chắc chắn sẽ có người bảo kê, mà người bảo kê đó chính là Hải Bánh. Mong rằng với những sự phát triển của thời đại bây giờ, Hải Bánh sẽ luôn giữ vững được lý trí và con người Hải bây giờ.